Mời mình cũng nói với các bạn là mình có mời anh các chị nha, mình có mời anh các chị đi trường, nhưng mà sau giờ này vẫn chưa thấy anh các chị tới, chứ không phải là mình không mời đâu nha. Để cho buổi văn nghệ hôm nay cho nó được có một trật tự, xin mời xin mời bạn Hàng đi. Xin mời bạn Hàng lên sân khấu đi để cho cái buổi văn nghệ chúng ta nó được sôi cùng một tí xíu. Bye.
anh có trên đời này. Chúng tôi xin cảm ơn cha và chúc cha mọi sự bình an.
cho đời này em trao lên anh. Khi em đã yêu là bà con có tin em sẽ dâng cho tình yêu. Thank you.
bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ đây nào. Nhẹ nhàng trôi qua anh vẫn đi về nơi miền ca đang trăng mây linh.
Thank you.
tí đi, đi mua hai bài.